Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của chúng ta. Và ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với bài Communication, bài giao tiếp xã hội, với chủ đề là quan điểm của bạn về các thiên tai. Và ở phần giao tiếp xã hội ngày hôm nay thì chúng ta có 3 từ mà chúng ta nên biết. Từ đầu tiên là Climate Change, có nghĩa là thay đổi khí hậu. Cô sẽ viết lại ở đây nhé. Climate change, thay đổi khí hậu. Ok, và từ tiếp theo là từ victims mang nghĩa là nạn nhân. Victim, nạn nhân. Mà đây là danh từ số nhiều. Nạn nhân. Và từ in charge ở đây sẽ là phụ trách, đảm nhiệm. To be in charge of. Và đó là các từ vựng mà chúng ta nên biết. Vậy thì chúng ta xem yêu cầu của bài số 1 là gì nhé. Listen to a radio program on 14 news. Then fill the gaps with the words you hear. Là chúng ta sẽ nghe cái chương trình phát thanh trên 14 news. Sau đó thì điền vào chỗ trống với những cái từ mà chúng ta nghe được. Và ở đây có các ví dụ, có các cái câu dẫn này. Welcome to Nature and You. Today we have asked our listener around the world to collect to express their views on these two questions. Chào mừng đến với thiên nhiên và bạn. Hôm nay thì chúng tôi đã mời tới, đúng không? Hoặc là đã hỏi ở những cái người những thính giả của chúng tôi trên khắp thế giới để gọi cho chúng tôi, đúng không? Để bày tỏ những quan điểm của họ về hai câu hỏi sau. And there's more natural disaster now than there's war in the past. Là có phải là ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với quá khứ không? Và câu hỏi số 2. Are we prepared to deal with natural disaster? Là chúng ta có sẵn sàng để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên đó không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe nhé. Và đối với cái này thì cô sẽ cùng nghe và cô sẽ... ok, lần nghe đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe và điền giúp cô. Lần nghe thứ hai thì cô sẽ cùng nghe, điền và dịch nghĩa nhé. Cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên. Unit 9, page 31. Communication. Activity 1. Listen to a radio program on 14 news. Then, fill the gaps with the words you hear. Welcome to Nature and You. Today, we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions. Are there more natural disasters now than there were in the past? And are we prepared to deal with natural disasters? Hi, I'm Sarah from Sydney, Australia. I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. I'm certain this is the result of climate change and global warming. Hello, I'm Peter from London, England. I don't think there are more natural disasters now than in the past, but more are being reported on the news in shorter time periods. We've seen them so often on the news that we've become used to them. Hi everyone,
I'm Nobita from Tokyo, Japan. I think recent earthquakes and tsunamis just show how unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters. Good evening, everyone. I'm Lynn from Hanoi, Vietnam. I don't think we can prepare for natural disasters, as nobody knows when or where they are going to strike. It's nature's way of reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên. Lần nghe thứ hai thì cô sẽ cùng nghe dịch và Điền giúp chúng ta nhé. Unit 9. Page 31. Communication. Activity 1. Listen to a radio program on 14 News. Then, fill the gaps with the words you hear. Welcome to Nature and You. Today, we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions. Are there more natural disasters now than there were in the past? And are we prepared to deal with natural disasters? Ok, và đoạn vừa rồi là đoạn giới thiệu cô đã dịch rồi đúng không? Chúng ta sẽ nghe của bạn Sarah nhé. Hi, I'm Sarah from Sydney, Australia. Xin chào, tôi là Sarah đến từ Sydney, Úc. I think there are more natural disasters now than there used to be. I think there are now natural disasters now than there used to be. Tôi nghĩ là bây giờ ấy thì có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trước đây. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. Là bất cứ lúc nào mà tớ xem thời sự ở trên TV ấy, thì mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc là bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Lũ lụt sẽ là flooded. Và tiếp theo. I'm certain this is the result of climate change and global warming. Và mình chắc chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, global warming. Và chúng ta sẽ nốt thêm cái từ global warming nhé. Nóng lên toàn cầu. Ok, và đó là hoàn thành của bạn Sarah. Chúng ta sẽ xem của bạn Peter nhé. Hello, I'm Peter from London, England. I don't think there are more natural disasters now than in the past, but more are being reported on the news in shorter time periods. I don't think that there are more natural disasters now than in the past. Mình không nghĩ là hiện tại lại có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với quá khứ đâu. But more are being reported on the news in shorter time periods. Nhưng mà ngày càng nhiều thảm họa được tường thuật trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn ấy. Và nghĩa ý của bạn ấy là bởi vì là như thế nên là mình cảm giác là nó có nhiều hơn thôi, chứ thực ra thì không nhiều hơn. Ý của bạn là như vậy. Và tiếp theo. We've seen them so often on the news that we've become used to them. We've seen them so often on the news that we have become used to them. Đúng không? Đúng rồi, là chúng ta xem những cái tin tức đấy quá thường xuyên ấy, đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng. Become used to them. Và tiếp theo là của bạn Nobita. Giống cũng bạn Nobita nhưng mà lại là Nobita. Cũng là đến từ Tokyo, Nhật Bản. Bạn nói rằng Hi everyone, I'm Nobita from Tokyo, Japan. I think recent earthquakes and tsunamis just show how unprepared we are to deal with them.
I think recent earthquake and tsunamis just show how we are, how unprepared we are. Unprepared là kiểu chúng ta không chuẩn bị á. Ok, và mình nghĩ rằng những trận động đất hay là sóng thần gần đây chỉ thể hiện cái việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào thôi. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters. Ok, cô sẽ viết lại từ unprepared nhé, chỗ này nó hơi bé. Và bạn ấy nói rằng despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disaster. Và mặc dù là công nghệ hay là những cái tri thức, những cái kiến thức ấy thì đều rất là đều kiểu dạng là đều sẵn có quanh ta ngày nay ấy, nhưng mà rất là nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của thiên tai, thảm họa thiên nhiên. Good evening, everyone. I'm Lynn from Hanoi, Vietnam. Và bạn tên là Linh, đến từ Hà Nội, Việt Nam. I don't think we can prepare for natural disasters, as nobody knows when or where they are going to strike. I don't think we can prepare for natural disaster, as nobody knows when or where they are going to strike. Có nghĩa là mình thì không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết là khi nào hoặc là ở đâu mà những cái thảm họa thiên nhiên đó sẽ xảy ra. It's nature's way of reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment. Và bạn nói rằng it's nature's way of reminding us. Đó là cái cách mà thiên nhiên ấy, mẹ thiên nhiên thì đang nhắc nhở chúng ta. Who is in charge and that we should show more respect to the natural environment. Là nó là cách nhắc nhở của mẹ thiên nhiên đối với chúng ta, những người mà chịu trách nhiệm, và chúng ta thì nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn. Thì đó là ý kiến của bạn Linh, cũng như là hoàn thành xong cái bài số 1. Và vậy bài số 2 yêu cầu như sau: Read the listener views of natural disaster again and decide who you agree with and who you disagree with. Là chúng ta sẽ nghe, đúng không? Chúng ta sẽ đọc lại những cái quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa, đúng không? Đọc lại lần nữa và quyết định xem là chúng ta đồng ý với quan điểm nào và không đồng ý với quan điểm nào. Vậy thì chúng ta đã vừa dịch xong các quan điểm của các bạn ấy rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể đồng ý hay là không đồng ý với cái nào, nhưng mà chúng ta chỉ được kiểu dạng như là, ví dụ là chúng ta đồng ý với cái việc là có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn, đúng không? Thì cô nghĩ là cái ý kiến của bạn Linh ấy, bạn Linh đến từ Hà Nội, Việt Nam, là cái ý kiến mà cô thấy tâm đắc nhất, bởi vì bạn ấy nói rằng là đúng là không ai có thể chuẩn bị được mà, bởi vì là không hề biết là nó sẽ xảy ra ở đâu và vào lúc nào, đúng không? Còn đối với bạn Nobita thì bạn bảo là bởi vì là chúng ta không chuẩn bị kỹ lưỡng nên là mới bị như thế thôi, nhưng mà nghe vẻ là nó không hợp lý cho lắm. Nên là cô sẽ đồng ý với ý kiến của bạn Linh và không đồng ý với ý kiến của bạn Nobita. Thì cô có thể nói như sau: I agree with Linh opinion. Tôi thì đồng ý với ý kiến của bạn Linh. Và I don't agree with Nobita view. Còn tôi thì không đồng ý với cái quan điểm của bạn Nobita. Đó. Và câu số 3, yêu cầu của bài số 3. Answer the two questions. Express your own views and write them down below. Là chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi, hai câu hỏi ở trên ý, thể hiện quan điểm riêng của chúng ta và viết cái quan điểm của chúng ta ở dưới đây. Có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là có phải là bây giờ thì có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn ngày xưa không? Và câu hỏi số 2 là có phải là chúng ta có sẵn sàng để đối mặt, đúng không? Để đối mặt với những cái thảm họa thiên nhiên đó không? Vậy thì chúng ta có thể nói như sau:
I think. Ờ, cô sẽ nói trước và viết sau nhé. I think that there are more natural disasters now than in the past. The reason is that people have made many harmful things to environment, such as deforestation, waste dumping. These affect badly to environment and cause natural disaster. Có nghĩa là tôi thì tôi nghĩ rằng ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với trong quá khứ. Và lý do là bởi vì rằng mọi người ngày nay thì kiểu làm nhiều điều gây hại đến môi trường hơn, như là phá rừng này, thải rác. Và những cái điều đó thì ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây nên những cái thảm họa thiên nhiên. Thì chúng ta sẽ nói rằng I think that. There are more natural disaster now than in the past. Và lý do là the reason is that. The reason is that people have made many harmful things, hoặc là made harmful things, hoặc là ok thôi, made many harmful things tôi cũng được, to environment, đến thiên nhiên. Và ví dụ như là such as deforestation. Deforestation, waste dumping. Và những cái đó thì ảnh hưởng một cách tiêu cực ấy, badly to environment, đến thiên nhiên, đến tự nhiên. Và điều đó thì sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Natural disaster. Và còn cái ý là liệu chúng ta có chuẩn bị để sẵn sàng đối diện với cái đó không? Thì chúng ta có thể nói rằng I think we will not able to predict, không thể nào đoán được rằng predict when or why. When or where. Và bởi vì hết giờ nên cô sẽ viết thêm ở đây nhá. Khi nào và lúc nào thì cái điều nó sẽ xảy ra, đúng không? Đây. When or where natural disaster happen. So we cannot prepare for it. Mà thực ra thì chúng ta vẫn có thể chuẩn bị được, đúng không? Sẵn sàng chuẩn bị được, nhưng mà sợ là nó sẽ không đúng lúc ấy, thì những cái sự chuẩn bị đấy nó có thể công cốc ấy. Đó thì chúng ta cũng có thể trả lời như thế này cũng được thôi. Ok, và đó là bài số 3. Vậy còn bài số 4. Bài số 4 thì chỉ là chia sẻ cái ý kiến của mình với cả bạn đó thôi. Work in pairs, làm việc theo cặp này. Now compare your views with a partner. So sánh cái ý kiến của mình với ý kiến của bạn. Do you share the same views? Là liệu chúng ta thì có cùng cái quan điểm hay không? Thì đó là yêu cầu của bài số 4. Vậy thì đối với bài số 3 này,
chúng ta có thể có nhiều cái cách tiếp cận khác nhau. Thì đây sẽ là một cái ví dụ, một cái mà chúng ta có thể tham khảo nhá. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể trả lời theo cách khác. Và nếu mà chúng ta có thể trả lời theo cách khác, một cách sáng tạo hơn, thì chúng ta hãy comment cho các bạn học hỏi thêm nhá. Vậy cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.